Đây là đối tượng Trần Ngọc Quang, 31 tuổi, thường trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quang đang ở trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh sau khi bị người dân và công an bắt khi trộm cắp trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10 năm 2013, Quang và một đồng bọn tên Bảo chạy xe trên đường song hành với đường Kha Vạn Cân thì thấy một xe máy có treo túi sách để trên vỉa hè nên hai đối tượng áp sát và lấy túi sách. Bị người dân và chủ xe phát hiện truy đuổi, khi chạy đến đoạn trước trại cá sấu Hoa Cà thì xe của hai đối tượng tông vào xe của một người chạy xe ôm, làm cả hai ngã xuống đường. Quang nhanh chân lao qua đường sắt rồi chui xuống đường cống thoát nước tại công trình thi công tuyến vành đai trong để cố thủ nhưng đã bị bắt. Tên Bảo đã chạy thoát và đang bị công an truy tìm. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do mới nghỉ làm nên hết tiền. Trên đường gặp túi sách để sơ hở trên xe nên nảy sinh lòng tham. Trước đó, Quang đã từng bị phạt 8 năm tù về tội giết người và cướp giật tài sản.